Họa sĩ Italy Bruno Amadio hay còn biết đến với nghệ danh Giovanni Bracciolli nổi tiếng thế giới khi thực hiện loạt bức tranh có tên gọi cậu bé khóc, The Crying Boy. Nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra được cho là liên quan đến những bức tranh bị nguyền này. Cụ thể, họa sĩ Amadio vẽ hơn 60 bức tranh khắc họa hình ảnh những đứa trẻ mồ côi đang khóc vào những năm 1950. Số tranh này của họa sĩ Amadio được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Nhiều khách du lịch mua tranh của ông về làm quà lưu niệm. Thế nhưng, một thời gian sau, những chuyện kỳ lạ xảy đến với những ngôi nhà treo bức tranh cậu bé khóc. Một số ngôi nhà treo bức tranh của họa sĩ Amadio đột nhiên gặp hỏa hoạn. Điều kỳ lạ là trong khi mọi đồ đạc của căn nhà bị thiêu rụi, thì bức tranh cậu bé khóc không hề hấn gì. Ban đầu, người ta chỉ nghĩ đó là những vụ cháy bình thường không có mối liên quan nào. Tuy nhiên, về sau, lính cứu hỏa ở Italy nhận thấy điểm chung khác thường trong các vụ hỏa hoạn bí ẩn chính là những bức tranh cậu bé khóc. Từ đây, người dân lan truyền thông tin rằng bức tranh cậu bé khóc mang lời nguyền chết chóc. Đây được cho chính là thủ phạm gây ra những vụ cháy kỳ lạ trên. Thậm chí, một số nhà ngoại cảm khiến công chúng hoang mang khi nói loạt tranh cậu bé khóc bị ám bởi linh hồn của những đứa trẻ hay con nuôi của họa sĩ Amadio. Dù không biết lời nguyền có thật hay không, nhưng nhiều nhà gia đình quyết định không treo bức tranh cậu bé khóc trong nhà vì không muốn gặp phải điều tồi tệ.